xin chào tất cả các chị em đang xem livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Thì hôm nay có một chị khách qua DK để làm môi và mọi người có thể nhìn thấy trực tiếp sản phẩm môi của chị vừa làm xong đấy ạ. Đấy là chị ơi, chị cho em hỏi một chút là mình tên là gì và mình đến từ đâu vậy ạ? Mình tên là Thùy Sơn, Bắc Giang. À, chị đến từ Bắc Giang đúng không ạ? Có cái cơ duyên nào mà giúp chị biết đến DK vậy ạ? Mình có xem qua Facebook của chị Ngoan Minh Vương và xem qua những cái hình ảnh thì rất là đẹp. Mình đến đây. Cảm ơn chị đã tin tưởng và lựa chọn DK ạ. Thì như mọi người có thể nhìn thấy môi của chị, đây tình trạng môi trước của chị ạ. Chuyên gia có đánh giá là da môi của chị khá là lì, chính vì vậy mà cái độ bám mực nó rất là khó. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm ấy, chuyên gia cần một cái độ khéo léo để sao cho mực nó ăn vào môi một cách mà tối ưu nhất để được ra một đôi môi như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, môi của chị rất là trong và mướt. Ngoài ra thì cái tình trạng môi của chị là môi trên bị thâm nhiều hơn môi dưới. Môi dưới thì chủ yếu là thâm viền thôi, nhưng mà khi mà được chuyên gia xử lý khử thâm cho cả môi trên và môi dưới thì mọi người có thể nhìn thấy màu môi lên rất là đều và chuẩn, trong và rất là mướt, hạt mực nảy rất là đều. Chị ơi, chị cho em hỏi một chút là mình có cái cảm nhận gì trong cái quá trình làm môi và chị có nhận xét gì về đội ngũ chuyên gia cũng như là chuyên viên tư vấn nhà em ạ? Mình thấy rất là màu lên rất là đẹp và chị làm cho mình thì rất là vui vẻ và rất là ưng. Chuyên gia Hoàng Quyên làm cho chị đúng không ạ? Đúng rồi, chị Hoàng Quyên. Thì nếu mà đánh giá theo trên mức thang điểm 10 thì mình có thể cho chuyên gia Hoàng Quyên mấy điểm chị? Em sẽ cho 10 điểm. Em cảm ơn chị nhé. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy môi của chị gái rất là trong. Gốc mực của DK sử dụng là cái gốc mực hữu cơ ấy. Thế nên là môi trong quá trình làm ấy sẽ rất là trong và mướt, chứ không như những cái gốc mực có chứa nhiều trì hóa chất. Và đặc biệt là sau khi bong ra, màu môi sẽ càng ngày càng tươi. Hơn nữa thì là trong quá trình làm, chuyên gia còn đẩy tinh chất tế bào gốc vào trong môi của khách hàng. Chính vì thế mà màu môi nó sẽ rất là trong và mướt. Theo thời gian thì môi sẽ càng ngày nó càng trong, cũng như là hạn chế được cái tối đa cái tình trạng mà môi bị xỉn màu cũng như là bị kiểu bị khô các bạn. Mọi người nhìn thấy này. Chị ơi, thì bây giờ em có thể xin ý kiến của chị một chút. Chị có thể gửi lời những cái lời gì đến những khán những cái chị em đang xem livestream, và mình có những, nói chung là kiểu lời của mình đến các chị em là mình muốn gửi lời gì đến các chị ấy là nói chung là sắp đến Tết rồi thì các chị em hãy đi làm đẹp, giá cả thì hợp lý mà sản phẩm thì rất là ung luôn. Mình rất là ung cái đôi môi của mình hiện tại. Có nghĩa là chị muốn tất cả các chị em thì có thể tin tưởng và lựa chọn DK đúng không ạ? Em cảm ơn chị nhé, em sẽ chúc chị luôn xinh đẹp và mình có thể là có được một đôi môi ưng ý nhất để đón Tết ạ. Em cảm ơn chị. Không để làm mất thời gian của mọi người nữa, mình xin phép dừng lại livestream này tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo nhé. Xin chào ạ.